Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia dự án Daronbit. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả video mở tới Ramon Start Chatbot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn thường lệ như là lướt cấp trang các bạn. CV Kawi. Rồi. Theo tham gia dự án mình sẽ nhận được 50.000 tập càng của cái hiệu DRRB nha các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Join tại nhóm chat nè bạn. Không có cấp tra các bạn mới đặt lệnh các bạn. Rồi các bạn follow kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn mới đặt lệnh. Tờ Twitter các bạn follow like và retweet post nè. Các bạn chờ xíu các bạn. Thì mình đã theo dõi rồi, các bạn nào chưa theo dõi thì bấm vào theo dõi nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn like và tweet nha bạn. Chỉ dẫn như tweet nha bạn. Thông phan các bạn chờ xíu. Rồi chỉ dẫn như tweet nha các bạn. Các bạn bình luận cho nó một câu đi bạn. À, còn... Good Airdrop. Tán 2 người bạn vào các bạn. A cộng Minh. A cộng Goku. A cộng Lê Du 3 người bạn đi các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Tiếp tục con follow like fanpage Facebook nè. Rồi nhấp vào nha các bạn. Fan. Trên Facebook thì các bạn like bấm thích fanpage nữa nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn like bài viết nữa các bạn. Rồi. Sẽ ra mắt. Đôn cái biết để sẽ mắt tiếp tục theo dõi. Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lại nha các bạn. Giá này khá ngon đó các bạn. Rồi bấm bấm nhận submit tên nữa các bạn. Rồi bấm bấm đôn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link tờ blog file tờ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba giao dịch trên cùng nha các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba giao dịch trên cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào sao chép vào khai như tam nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại nha bạn. Các bạn gọi lại cho bot nè bạn. Bạn bắt vào đây nè các bạn. Rồi các bạn gọi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gọi lại profile link Facebook nha bạn. Thì các bạn vào copy dòng thời gian profile Facebook của mình nha bạn. Rồi các bạn copy link profile Facebook của mình nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục bạn gửi cho bot nè bạn. Các bạn chờ chút xíu nha bạn. Tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ ETH mà con này chạy trên tảng EC20 các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chút của đất mình ra nha bạn. Các bạn nhấn bấm vào cài đặt nè. Còn trong mạng ETH nha bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH EC20 chạy trên nền tảng Ethereum nha bạn. Rồi bạn dán vào đây. Bạn gửi cho bot. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào Airdrop Binance để check số cần mình kiếm được. Mình đã nhận 50.000 DRRP nè bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia dự án Daronbit. Thế này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.